Ok, bây giờ mình sẽ vào phần camera trên điện thoại iPhone và phần video. Anh em lưu ý là khi chúng ta làm video, chúng ta quay ngang đi nhé. Trừ khi làm trên TikTok thì anh em quay dọc, tức là 16:9 khung hình. Đó, còn đâu khi mà đăng lên Facebook hoặc YouTube thì Tường sẽ quay ngang. Bây giờ Tường sẽ quay những cái clip nhỏ. Sau đó một lát nữa thì Tường sẽ chia sẻ cho anh em cách để ghép lại với nhau trên điện thoại. Ok, Tường sẽ quay chú cá này trước đây. Cái chai, cái bình xịt này nó không đẹp, bỏ ra. Rồi ok, chúng ta chỉ quay một đoạn ngắn khoảng 3 giây thôi. 1, 2, 3, 4, 5, chuyển cảnh 3 đến 5 giây. Rồi bây giờ Tường sẽ quay cảnh với cuốn sách này. Cuốn sách nhỏ đó ra. Rồi 1, 2, 3, chuyển cảnh. Rồi chúng ta quay bông hoa. 1, 2, 3, chuyển cảnh. Rồi cái chú bản cạo này. 1, 2, 3. Ok, cúp. Rồi, đến là cái cúp nhá. 1, 2, 3. Rồi ok, mình sẽ quay nguyên đài. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cắt ghép cơ bản nhất trên điện thoại. Giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cắt ghép nhá. Rồi vào App Store, chúng ta gõ là CapCut. Đây, CapCut Video Edit. Mình đã tải rồi thì mình bấm mở. Ok, bây giờ mình bấm vào dự án mới, cái phần dấu cộng ấy. Rồi mình chọn những cái video mà mình vừa quay. Mình sẽ phải chọn từ đầu nhá. Một, mình tích chọn hết. Tích chọn hết. Tích chọn hết. Sau đó bấm thêm. Rồi, việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ thêm nhạc. Chúng ta bấm vào phần thêm âm thanh. Ở đây thì nó sẽ cho phép chúng ta lấy âm thanh có sẵn ở trong máy, thì nó có băng này phần và âm thanh ở đây. Đó, hai là chúng ta lấy âm thanh của bạn này. Cái âm thanh này là chúng ta trích xuất từ video ra. Đó, ví dụ chúng ta lấy từ video ra, ví dụ ta bấm vào trích xuất từ video, thì ở trong kho ảnh của bạn có một cái video nào âm nhạc thì các bạn trích xuất ra. Đó, đúng không ạ? Tưởng ví dụ nha. Ví dụ đây là cái video của Xuân Bắc này. Mình sẽ lấy âm thanh của Xuân Bắc. Rồi. Nói làm kiểu gì đấy? Đấy. Buồn mồm thì nói chơi. Đấy. Còn mình không thích thì mình sẽ chọn nhạc ở trong đây có sẵn này. Rồi ok, mình sẽ lấy bài này. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm hiệu ứng cho nó đi. Bấm vào cái phần nối ở giữa này, các bạn thấy không? Này, phần nối ở giữa này. Mình sẽ thêm cái hiệu ứng chuyển cảnh ở đây. Bấm vào máy ảnh. Đấy, ở đây nó rất nhiều cái hiệu ứng chuyển cảnh. Mình sẽ chọn một cái nhá. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất nhiều hiệu ứng, thậm chí nó còn đầy đủ
ngang như trên máy tính luôn. Đó, rất là nhiều hiệu ứng. Đấy, hiệu ứng này. Rất là nhiều hiệu ứng ở đây. Đó, rất là nhiều hiệu ứng trên cảnh các bạn có thể thấy. Đấy, ký ức này rất là nhiều. Nhiều ơi là nhiều hơn. Rồi, đấy. Rất là nhiều. Rồi, ok. Mình sẽ thêm nốt những hiệu ứng ở đây. Rồi, ok. Đến phần này mà nhạc nó còn đấy. Tức là hết video rồi mà nhạc nó còn này. Thì anh em bấm vào nhạc. Bấm vào nhạc giúp mình nha. Bấm vào nhạc này. Từ từ. Nó sẽ có cái phần tách ở đây. Đây, bấm vào tách này. Bấm vào nhạc nó hiện chữ tách lên này. Tách, sau đó xóa cái phần này đi, thừa đi, xóa này. Và cái phần này thì chúng ta cần phải cho nó mờ dần thì chúng ta bấm vào làm mờ. Giảm dần âm thanh, nó sẽ không bị thô quá. Đấy, nó sẽ hết từ từ. Ở cái phần cuối này như thế này. Video cũng thế, chúng ta sẽ cho cái hiệu ứng ra này. Cho nó mờ dần đi. Đấy, đúng như mình đã hướng dẫn bằng máy tính nó cũng thế. Rồi, ngoài ra ở đây nhá, trên đây nó có rất nhiều các hiệu ứng này. Bấm vào video này. Các bạn có thể chọn màu cho video. Bấm vào bộ lọc này. Ở đây thì nó có rất là nhiều cuộc sống, ẩm thực, phim tự nhiên, cổ điển, đen trắng này. Ở đây mình bấm vào cổ điển này. Mình chọn một vài cái màu cổ điển này. Đó, mình chọn cái màu này đi. Ok nhá, mình áp cho tất cả video thử nhá. Mình chọn lại bộ lọc này. Mình bấm vào tất cả này. Rồi, đã áp dụng với tất cả. Ok. Xem thử nhá. Các bạn thấy không? Video rất là chất lượng. Đó, nó còn rất là nhiều những cái hiệu ứng khác nhá. Đây, ví dụ như mình bấm vào. Ở đây nó có cái phần mềm CapCut này, nó rất nhiều thứ luôn. Ổn định hình ảnh này, nếu mà rung quá thì bấm vào đây này. Nó sẽ ổn định hình, đỡ rung cho mình. Đây, bấm vào đây nó sẽ chống rung luôn. Đấy, nó sẽ chống rung luôn. Sao chép hình ảnh này, đảo ngược hình ảnh này. Nếu mà phông xanh thì nó cũng xóa được này. Nói chung là rất là nhiều. Làm đẹp này, thon chân này. Nó nhiều lắm. Hiệu ứng động. Không phải. Không phải ở cái phần này. Mình nhớ là nó sẽ còn một cái phần mà mình tùy chỉnh này. Tùy chỉnh này là tùy chỉnh luôn ánh sáng các thứ đúng như trên chỉnh ảnh luôn. Đó. Rồi. Tạm thời thì các bạn hiệu ứng đây. Cậu đấm vào hiệu ứng này. Đây là cái hiệu ứng mà cái tiếng động cho âm thanh nhá. Rất là nhiều anh em làm những cái video mà hài ấy. Này. Tiếng súng bắn này. Tiếng vỗ tay này. Đó, sang bên này này, tiếng cười này, này nó rất là nhiều hiệu ứng, tiếng súng bắn này, này, tiếng này tiếng chém này, đấy đấm nhau này, đấy bắn này, đấy, nó rất là nhiều hiệu ứng, đây là hiệu ứng âm thanh nhá, đấy, còn nồng tiếng này các bạn bấm vào đây, các bạn giữ để các bạn nồng tiếng, đây nhá mình làm thử này.
Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Nam Định, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ok, các bạn nghe không? Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Nam Định, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, mình đang để nhạc nên là nó sẽ nghe rất là rõ. Xóa cái phần ghi âm này đi. Nó có cả hiệu ứng giọng nói luôn, đầy đủ hết. Đó, rất là nhiều. Đây là hiệu ứng video nha các bạn nha. Các bạn bấm vào hiệu ứng video này, thoát ra làm lại nhé. Đây này, ở cái phần bộ lọc này nó có phần hiệu ứng này. Hiệu ứng video này thì là đỉnh cao luôn. Các bạn thấy không? Đó, đỉnh cao chưa? Này, tùy chỉnh này. Tiếp tục sang bên này, mình cho thêm một chút hiệu ứng nhá. Thêm hiệu ứng này, đang thịnh hành này, yêu thích này, cơ bản này. Bấm thử. Đấy, đây này, ống kính này hay phết. Đó, ok. Tiêu điểm, rồi tiếp tục thêm hiệu ứng này. Rồi, thay đổi. Mình cứ bấm vào đây là thêm hiệu ứng. Đấy, không khí này, tình yêu này, chương trình giải trí này, tiệc tùng này. Đấy, yếu rồi. Đấy, yếu rồi. Yếu rồi, ảo thế. Ảo tung chảo. Yếu rồi. Ảo lắm các bạn ạ. Tóm lại là rất nhiều hiệu ứng. Rồi, sau khi các bạn đã làm xong rồi thì các bạn lưu lại nhá. Nếu các bạn muốn cắt đi thì các bạn bấm vào video. Các bạn cầm đầu này các bạn cắt đi. Đó, đấy nhá. Hoặc là cắt từ cái đầu này, tùy các bạn. Rồi các bạn muốn cắt ở giữa thì các bạn bấm vào tách. Đó, muốn tách xong các bạn xóa đi. Thích thì kéo giãn ra, đoạn này không thích thì xóa đi, kiểu thế. Tách. Đó, hoặc là cắt. Bấm vào đây, kéo. Lưu lại thì bấm vào đây nhá. Chỉnh góc màn hình, rồi nó đang xuất. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong về cái cách cắt ghép và chỉnh sửa video cơ bản nhất ở trên phần mềm CapCut trên điện thoại. Đó. Các bạn có thể sử dụng thêm những phần mềm khác, ví dụ như KineMaster, iMovie, Viva Video. Nhưng mà những phần mềm đấy thì bẻ khóa để bỏ logo, nhưng phần mềm này nó không có logo. Và Tường cảm thấy phần mềm này là đã rất là nhiều những cái tính năng để chúng ta sử dụng rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Các bạn có yêu cầu làm video gì thì để lại comment dưới bình luận. Cảm ơn tất cả các bạn.